có số tiền này. Ta sẽ đọc như thế nào nhỉ? Nói như thế nào? £20. Really good, Doris. £20. Đúng không? Tiếp tục. Cái này. 20 pence. Okay. Trời ơi. Cứ học cái tiền là các con tôi phấn khởi hết cả lên. Rồi, pence. Được chưa? Tiếp tục. Như thế này sao nào? 10.50 đô la. 10.50. Đúng không nhỉ? Đây, cách đọc sẽ là Ai vừa đọc? 10 pounds, 50 pence. Really good. 10 pounds, 50 pence. Được chưa? 10 pounds, 50 pence. Thì các bạn sẽ viết là 10.50. Đây là số thập phân đấy. Đấy. Còn ngoài ra nó có cách khác là 10 pounds, 50. Nó không có pence. Hoặc là có người ta đọc rất đơn giản. 10, 50. Thế thôi. Nó có nghĩa là 10 pounds, 50. Đó. Thì đối với các đồng tiền nó sẽ có các cách đọc như thế. Nhưng vấn đề các bạn phải nhận ra được. Nhớ cho cô một điều. Đồng ở giữa cái tiền này thì là dấu gì đấy hả các bạn? Chấm. Dấu chấm. Nhớ nhá. 10,5 đồng là dấu chấm nhá. Ai ghi dấu phẩy là chết đấy. Thôi các bạn ơi, các bạn đã rõ cái cách nói về tiền tệ như thế này chưa? Yes. Bây giờ nói các triệu đô các thứ nói được chưa? Thử nói triệu đô nhá. Cô lại mời thêm một giáo viên lên đây. Đây, để cô nhắn tiền nhá. Rồi, giáo viên nào nhận được tin nhắn nào? Đấy. Me. Ok. Hello. Hello teacher. Now, mời cô Thảo Đan hãy cho các bạn ghi số tiền lương mà các bạn sẽ nhận được nào. Are you ready? Yes. Trời ơi, mấy khi cô Thảo Đan lên sân khấu mà yes. Yes. Mạnh mẽ lên nào. Cô Thảo Đan hỏi lại nào xem ai không trả lời phạt 20.000. Are you ready? Yes. Yeah. Thôi cô Thảo Đan. Really good. Đó, phải ủng hộ cô Thảo Đan chứ lần sau cô ngại cô không lên lớp nữa thì sao? Thôi, cô Thảo Đan nào, nói cho cả lớp biết nào, trừ lương cả lớp nào. $10,876,545. Rồi các bạn ơi, số tiền mà cô Thảo Đan tặng cho các bạn là bao nhiêu? Rồi, Dennis, really good. Thùy Dương, rất tốt. Doris, nghe số tốt, nhưng mỗi tội không ghi tiền vào. Anh Thùy, good. Cô Thảo Đan cho tiền gì các bạn ơi? Cô Thảo Đan đang nói về tiền gì đây? Dollars. Rồi, có mấy người ghi dollar nè? Chắc thích nhận Việt Nam đồng, không thích nhận đô lờ đúng không? Really good. Như Hà, good job. Rồi, một người nữa nha. Rồi, giáo viên nào vừa nhận được tin nhắn, raise your hand. Hello teacher. Okay, hello. Rồi, cô Doris hãy điều hành lớp nào. Are you ready? Yes. Đấy, cô ủng hộ Doris chưa? 79 million and 79 million 864,000 $876. Rồi, cô Thảo, cô Doris vừa nhắn tiền cho các bạn đấy. Úi giời, Hà Linh không ghi dấu phẩy hộ cô. Good job. Cô Doris ơi, các bạn đã trả lời đúng chưa? Yes. Really good. Thank you, cô Doris. Đấy, thấy chưa? Ai dù cũng làm giáo viên các bạn ơi. Ai dù cũng lên bục giảng hết. Đấy, hôm nay mình đã có rất nhiều cô giáo và thầy giáo lên rồi. Và có một điều cô muốn nhắc các bạn là ký hiệu tiền tệ nó sẽ đứng ở chỗ nào? Ký hiệu đâu? Này. Ở đâu? Đúng rồi, chính xác. Nó sẽ đứng ở cái đầu. Ở đây. Nó sẽ đứng ở cái đầu này. Thấy chưa? Chỉ có cái xu thì không nói làm gì. Nhưng cái dấu hiệu tiền tệ nó sẽ đứng ở đầu. Clear? Yes. Yes, really good. Thank you. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.